Ba muốn ăn. Vâng. Chúng ta cần đi bộ. Vào đây nào. Thắt dây an toàn. Được rồi, đi thôi nào. Yeah. Còn mắc lừa nha. Đổi chỗ nào. Giờ hãy đổi nào. Đi thôi. Đi thôi. Wow, thật tuyệt. Không được. Ồ, được rồi. Bé cân của chị. Wow, con đang cho kangaroo ăn nè. Cà rốt cho chú lạc đà. Bạn có phải tới không? Ồ, cảm ơn rất nhiều. Và cái này cho bạn gì? Đây, của bạn đây. Bạn phải rửa sạch tay mỗi ngày. Rửa sạch tay ngay cả khi bạn làm biếng. Wow. Ba tìm thấy rồi. Con tìm thấy quả dâu tay nè. Nhìn nè. Aha. Cà rốt nè. Cam. Đưa cho ba nào. Đưa ba. Dưa hấu nè. Nhìn xem nè. Ba có cùng kích thước. Hãy xem nè. Ôi không. Đây là dưa hấu của ba. Lấy từng miếng nào. Dưa của ba ngon hơn. Mình phải mua thứ gì đó. Mình phải mua một chú bà. Bác có bán bò không? Có, bác có bán nó. Đi nào. Con sẽ mua nó. Ok, được. Đi thôi. Một chiếc máy kéo. Vui lòng bán cho con chiếc máy kéo này. Được, con có thể mua nó. Yeah.
mình phải mua một thứ gì đó nữa. Bác cần cái gì nữa không? Lại đây, bác sẽ chỉ cho con. Con có thể mua chút rượu này. Sữa. Nóc nóc, có ai ở đây không? Mình muốn bơ và sữa. Nè. Hô, xin chào. Xin chào, con vẫn còn tiền. Hô, con có thể mua chú heo này. Bác xúc xích. Nhanh tới cửa hàng nào. Chú gà hay chú cún? Gà hay cún? Chẳng con nào được. Mạnh, mua mình đi. Con sẽ mua chú cún. Được rồi, lấy đi. Mình không có thứ gì để cho cả. Sữa hay bơ đâu? Mình chỉ để vui đùa mình thôi. Mình đã tiêu hết tiền vì bạn rồi. Ngồi xuống đi. Chú cún ngoan. Nằm xuống. Chú mèo của mình đâu rồi? Nó bị lạc. Xin chào, chú có thể nghe cháu. Xin chào. Đi, cháu ở đây nè. Xin chào. Chú mèo của cháu bị lạc. Chúng ta sẽ cùng đi tìm chú mèo, cháu đừng lo. Yes. Chú tìm thấy rồi. Ồ, đây, của cháu đây. Ủa? Nhìn đây là chó mà. Chú sẽ đi tìm thêm. Mèo ơi, mèo ơi, mèo ơi. Nhưng đây là chú chó.
được rồi, được rồi. Hãy đi tìm đi. Wow, bánh rán. Chú ấy đi ngủ mà. Dậy đi. Có, chú có thể thấy cháu. Đây là chú mèo của cháu. Ôi, nó đây rồi. Ôm lấy nó đi. Cảm ơn. Xin chào, cảnh sát đi. Chú cảnh sát, cháu bị lạc mất chú mèo rồi. Ôi không, không, không. Ôi. Ôi không, ôi không. Ôi không. Ôi, mình đã thấy nó. Bác sĩ vừa chữa khỏi cho cuốn yêu của tôi. Xin cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Không cái gì. Cảm ơn, tạm biệt. Tạm biệt. Tạm biệt. Bệnh viện thú cưng. Bác sĩ, khi nào thì bác sĩ có... Bây giờ. Vào đi. Xin mời bệnh nhân vào. Xin chào. Cái gì? Chú dê bị ốm. Vâng, bạn cần phải uống thuốc. Mở miệng ra nào. Cố gắng ngoan, ngoan quá. Đừng bị ốm nữa nha, tạm biệt. Vui lòng chữa giúp cho chú heo của tôi với. Tạm biệt. Đến giờ uống thuốc rồi. Thuốc cho bạn nè. Mình có uống được không? Nè. Cảm ơn bác sĩ nha. Cảm ơn. Tạm biệt. Cảm ơn nhiều. Đi nào. Đi thôi. Đợi chút, tôi sẽ tới ngay. Mình bị đau dạ dày. Tôi tới đây nè. Bác sĩ tới rồi đây nè. Ôi. Ngồi xuống. Cảm ơn. Mình sẽ cần một chiến dịch. Cảm ơn nha. Ok, tạm biệt nha. Giúp tôi. Ôi, trông tội quá. Chúng cần được đi tắm. Thật dễ thương. Mình sẽ
giữ cho